Ôi, đứng lại đi. Ôi, mệt quá. Mệt quá. Sao? Ông ngồi ông dĩ nữa coi. Mà đừng có nghĩ bà khỏe rồi bà muốn chạy là bà dạy nha. Nè, chứ ngu gì mà đứng lại cho ông đánh hả? Nghĩ sao mà con trai đi chấp nhận con gái, không đánh mặt đàn ông. Sao? Chứ không phải bà giấu tập tôi làm tôi ăn con không oan ức. Tôi mới dí bà hả? Ông oan ức chỗ nào vậy? Nè, nếu ông mà không dễ bậy lên tập tôi á thì mắc gì tôi phải giấu tập ông. Đồ chó trâu. Gì? Đồ chơi đánh. Ủa, điện thoại đâu vậy? Xì lấy ở ngoài á. Bà lấy điện thoại tôi đúng không? Hả? Cái gì nữa? Tôi nói không có rồi mà. Nhìn cái điều bộ lấm la lấm lét của bà lấy điện thoại tôi chứ không ai đó. Bị khùng quá, tôi đã nói không có rồi. Đi ra coi. Thôi, trả nhanh lên. Đi vậy? Đi ra đây không có. Chứ đằng sau lưng bà lấy gì? Tôi đã nói không có mà đi ra coi. Trả nhanh. Bà định giấu tôi hả? Nhanh lên. Tôi đang cần điện thoại. Bà trả nhanh lên. Khác với lại cái đồ thay cho bà á. Tâm lý dữ trời. Tôi mà thấy bạn bè gặp hoạn nạn cái phải giúp liền chứ. Cái gì đây vậy Long? Thả em bé. Cái gì nữa? Con đứt rụng dài thả em bé giải gì trời. Ờ vậy nha, có gì xài đó đi, ok? Yeah! Gì vậy? Thank you.
thùng, nó kêu mình ra làm gì không biết luôn. Thôi đi coi. Có gì nói luôn đi. Thầm màu chứ không biết nữa. You're taking me back to the sleepless nights, phone calls and candlelight. Those were the things I loved. Thật ra là hôm nay tôi tôi sao? Tôi muốn thật ra là tôi nhờ Long hẹn bảo ra đây ạ. Tôi thích bà lâu lắm rồi nhưng mà hôm nay mới đủ can đảm để nói ra những lời này. Rinsey à, thật ra là tôi... Ông muốn nói là ông cũng có công trong này, giúp Luffy hẹn tôi ra đây đúng không? Nên là bây giờ muốn đòi tôi trả công chứ gì? Không phải, nhưng mà tôi... Thôi, chắc là muốn đòi thêm cái gì nữa đúng không? Biết rồi, có gì tụi tôi sẽ dắt ông đi ăn. Nè, làm người đừng có quá tham lam nghe chưa? Bà không nói gì cũng được. Chúc hai người sẽ luôn trân trọng nhau. Cảm ơn ông, tụi tôi sẽ hạnh phúc. Thế phải vậy không? Còn chứ. Tôi sắp đi Mỹ du học rồi, còn định cư nữa. Đó là cách tốt nhất để cắt đứt tình cảm của tụi tôi thôi. Nhưng mà hai người có thể yêu xa mà. Thời buổi giờ yêu xa khó lắm. Chỉ khiến cho đối phương càng thêm nhớ thương thôi ạ. Chắc giờ đang suy ra trên máy bay rồi hả? Sao tôi đâu không nói cho tôi biết? Thì nó có sao nói đâu mà nói. Chứ giờ nó không đủ giải quyết được gì đâu. Nhưng mà tao thấy mày ủ rũ suốt ngày à. Thì tao nói cho mày thôi. Giờ mày còn nói như vậy nữa. Cảm ơn nha. Không dám nhận. Nhưng mà giờ tính sao? Alo, mẹ hả? Con quyết định rồi, con sẽ qua Mỹ sống. But I know a life like this doesn't come around every day. And I just can't bring myself to give up right now. Not this way. Rinsey, lần này không thoát khỏi tôi được đâu. Golden gray, over love like this don't come around, don't come around every day, every day. Anh gia tộc người ta. Thật ra là tôi nhờ bà.